BBTV. Hôm nay em có một trò chơi chi tiêu trúng thưởng này. À đây à? Đấy. Đây là ô 100 điểm, ô 20 điểm, ô 60 điểm, ô 40 điểm, ô 80 điểm và ô thấp nhất là 5 điểm. Rồi. Còn ô chính giữa này là ô sẽ được, nếu mà chúng ta phi trúng thì sẽ được một quả trứng khủng long luôn. Được một quả trứng này á? Được quả trứng khủng long luôn. Thích thì. Nếu mà đúng ô 100 điểm thì sẽ được một thanh kẹo này. À, còn mấy ô khác thì sẽ được 1 điểm. Ai cao hơn thì sẽ được. Rồi. Còn bây giờ ai sẽ phi trước nào? Mỗi người được phi mấy lần? Mỗi người được phi 3 lần. Ở đây em phi trước cho. Cái sao rồi nhá, cái sao rồi nhá. Chọn bước đi. 1, 2, 3. Bước này. Bạn đây để lấy trứng khủng long nhá. Ủa này nào. Đây mình sẽ ném cao hơn chút xíu, tập người xuống sẽ được. Đừng các bạn đứng lại chứ. Kèn kìa, đưa cái cây, cái tỏi các bạn nó lăn kìa, đưa cái cây nó lại. Ném lại. Ném mà nó ô làm gì thật đúng rồi. Đây em giữ cho này. Hay một đó. Trời ơi, ném trúng rồi nó bong ra rồi, ném trúng tâm luôn á. Trời ơi, nó phải dính mà. Ném trúng luôn rồi, nó dội ra chứ một. Đây. Em ném ăn luôn này. Ô, được quả trứng khủng long rồi, được quả trứng khủng long rồi. Đây, cầm giùm cho. Đó. Nào, không, đưa em. Ném đi, cầm giùm cho. Ném đi, còn hai lần. Còn một quả trứng nữa thôi. Ôi, được hai quả trứng khủng long rồi. Hai quả rồi. Đây, cầm giùm. Không, đưa em không cho rồi. Nếu mà chúng ok cũng hết trứng khủng long thì em lấy kẹo. Chứ được luôn hết cái đống kẹo này. Em lấy kẹo vậy. Được hết luôn đúng kẹo á? Ờ, đúng hết luôn. Đấy đấy. Ôi, trời ơi, lại cái trứng. Đây. Tới được bán đi kẹo. Nhưng mà em lượt mình thì có còn trứng đâu. Chỉ cần trúng lấy hả? Đúng rồi, trứng này lấy hết mà. Ê, chỉ cần quá. Ê, đạp số. Một bông nữa. Ê, ôi, nhau à. Ở đây chị cũng phi hai lần trước kia xem có được gì nữa không? Rồi, của hai đâu? Bà mình đi về đi. Của hai đâu không được gì kìa. Thử gì cái không có được gì chưa? Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.